nghĩ trong đầu ôi sao con bé này nó đẹp quá, trong ánh mắt từ từ đi vào cô ấy không à. Ôi sao mình nghĩ là làm sao mà hút được này ta, làm sao mà hút được này ta. Hình như là không có cảm giác hay là mình mất cảm giác yêu rồi ta, em cũng sợ không biết là mình như thế nào. Cái cùng sau này gặp bạn này kiểu như là tiến sát ái tình đấy. Rồi thôi, là tất cả mọi thứ tim mình cứ thích thích thích. Wow. Tiếp tục là những lần sau nằm ngủ mơ rồi tay khóc. Ủa sao vậy? Em mơ thấy tối hôm qua đi chơi người yêu cũ. Em mơ thấy tối hôm qua đi chơi người yêu cũ. Có lại dặn là đung 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 nói một ngày gì đó. Mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên của cặp vợ chồng thứ nhất. Xin chào hai bạn. Rồi hai chồng giới thiệu về mình đi. Dạ, lời đầu tiên cho phép em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả đang xem đài. Em tên là Quách Tuấn An. Em năm nay 35 tuổi và hiện tại công việc của em là MC dẫn chương trình các sự kiện ngoài trời. Anh giống tài tử Hồng Kông. Cùng tên với một diễn viên, một siêu sao TVB Hồng Kông. Quách Tuấn An. Đây là nghệ danh của em ạ. Còn tên thiệt của em. À, tên thiệt của em là Đỗ Văn An. Ờ, rồi, mời em. Dạ, em xin chào anh chị và quý vị đang xem chương trình. Em tên là Xuân Mai, năm nay em 21 tuổi. Hiện tại em đang kinh doanh online và học ngành nghệ thuật ạ. Là học về ngành gì? Diễn xuất hay là người mẫu hay là ca sĩ? Dạ, ca sĩ ạ. Rồi bây giờ quay ngược thời gian trở lại, lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu và ấn tượng gì về nhau? Đợt đó thì trong một cái đêm giao thừa thì em nhận cái chương trình của Phú Quốc. Thì chương trình bắn pháo hoa chào đón mừng xuân. Em thấy bạn ngồi dưới khán giả thì em thấy bạn này xinh xắn quá. Đập vào mắt em cái là nghĩ trong đầu ôi sao, sao con bé này nó đẹp quá, trong ánh mắt tập tập đi vào cô ấy không à. Ôi sao, mình nghĩ là làm sao mà hút được này ta, làm sao mà hút được này ta. Rất đàn ông nọ, làm sao mà hút được, rất đàn ông nha. Rồi thế còn Xuân Mai thì sao? Lúc mà nghe anh giới thiệu là có ấn tượng không, có thấy thích anh này giới thiệu không? Dạ có, giống như là yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn á cô. Kiểu giống như là ảnh nghía em xong rồi cái em cũng nghía ảnh, là xong rồi là kết luôn á cô. Rồi nó nghía nhau sau bữa đó luôn á hả? Dạ. Sao hay vậy ta? Tại vì bé Xuân Mai thì nó còn có thể nhìn được bạn này, nhưng mà sao mà bao muôn ngàn người như vậy mà cái chương trình nó đông lắm chị ơi. Là dính Xuân Mai. Bạn ngồi chỉ sau ghế đại biểu thôi, rất là gần với tầm nhìn của mình. Nhưng mà Quách Tấn An nhìn vào đôi mắt ấy, có suy nghĩ là cô ấy cũng thích thích mình không? Thì đó, lâu lâu em để ý rồi em cười, cái bạn cười là em nghĩ là chắc cô này kết mình rồi. Rồi sau đó làm sao? Chắc chắn phải là Quách Tấn An. Sau đó thì em phải chủ động. Em không thể chủ động được. Thứ nhất là bạn là một người khán giả, mình một người dẫn chương trình ở trên sân khấu. Kết thúc chương trình thì không biết có gặp được bạn hay không. Mà bây giờ mình không còn cách nào mình đi xuống dưới để mình xin số điện thoại bạn được. Thì em có một cái ra hiệu với một bạn kỹ thuật âm thanh ấy đó. Em vẫy bạn lên kêu là em giúp anh một cái là em xin số điện thoại bạn này cho anh với. Thì em mới lấy cái điện thoại của em ra. Nghe là em bước xuống tới nơi là em cầm cái điện thoại anh, bật cái màn hình lên cho thấy hình của anh trong đó. Thì kêu là anh MC xin số điện thoại của em. Cảm giác Xuân Mai lúc đó là sao? Dạ lúc đó rung lắm cô. Mà nó kiểu như là có dòng điện nó giật trong người mình á. Bây giờ chị hỏi em nè, trong cuộc đời làm MC của em gặp nhiều những cái trường hợp như vậy không? Hay là chỉ duy nhất là đối với Xuân Mai thôi? Nhiều lần có những cái cảm xúc như vậy chưa? Không? Hai đứa đến với nhau khi chưa định mệnh đó chị. Thì đặc biệt là một cái định mệnh nữa là trước khi gặp bạn này nè, thì em á là đi làm chương trình rất là nhiều, mà cái tính em là cái tính đoàn viên, lúc nào em cũng muốn về với gia đình á. Trong tư duy em nghĩ là mẹ sống với mình có bao lâu đâu, thì bao nhiêu cái Tết nó bắt buộc mình phải về quê mình chơi với mẹ. Nhưng mà cái đợt đó thì em bị thất tình, em có quen một cô kia thì 8 năm cũng tính cưới nhưng mà đứt đoạn. Đau buồn quá không còn cách nào nữa. Cái hôm đó gần Tết rồi thì em mới điện cho ba nuôi của em, MC La Thời Phi. Ba ơi, con buồn quá Tết thì cho con đi làm chương trình ở Tết thì ở đâu đó đi. Thì ba kêu bảo là hiện tại có một chương trình ở Phú Quốc. Thì đợt đó thì đi ra thì gặp đúng cô này. Chị cảm tưởng là sau khi em đã gặp bạn này á, là đêm đó là coi như em bớt đi cái nỗi buồn kia liền á. Dạ, bớt đi nỗi buồn liền. Là buồn luôn đó. Đúng thiệt. Trước đó thì em có tìm hiểu một số bạn nào đó cũng rất là xinh đẹp. Nhưng mà em nghĩ hình như là không có cảm giác, hay là mình mất cảm giác yêu rồi ta. Em cũng sợ không biết là mình như thế nào. Cái cùng sau này gặp bạn này kiểu như là tiến sát ái tình đấy. Rồi thôi, là tất cả mọi thứ tim mình cứ thích thích thích. Rồi bây giờ tôi tò mò muốn biết là cái cô gái này nè, sau khi mà nó cho số điện thoại rồi đó, và khi mà biết được anh ấy lớn hơn mình nhiều tuổi, thì lúc đó như thế nào? Cái gu của em cũng là người lớn tuổi, em không có quan trọng tuổi tác. Dạ, miễn là thương em, biết chăm sóc cho em là được. Dạ. Nhưng mà lúc đó là con bao nhiêu tuổi?
Dạ lúc đó là con đang đi học 12 ạ, 18 tuổi. 18 tuổi, ừ. Sau đó con với ảnh vẫn giữ liên lạc nhau, thì ảnh lên Sài Gòn, còn con thì về Rạch Giá học. Thì Rạch Giá là quê của ba con, mỗi tuần là anh chạy xuống thăm con một lần. Rồi vậy là xuống Rạch Giá là cứ liên tục vậy đó. Dạ. Em có nghĩ là không biết vì sao mà cái sức mạnh nó lại mãnh liệt đến như vậy. Tình yêu đó. Chỉ những ngày chủ nhật em không thể xuống thăm được, vì chủ nhật là bạn này không đi ra ngoài, được ra ngoài sợ ba mẹ la, hoặc đi chơi là biết là sợ đi ăn đòn. Nên là em chỉ xuống những ngày mà trong tuần thôi. Những ngày đó là em xuống là bạn cấp tiết học, bạn đi chơi về. Đó. Tức là bây giờ là ông bà và vợ mới biết. Lúc đó còn chưa biết luôn. Nhưng mà anh đến chương trình này bây giờ ông bà và vợ biết nè. Hát xong là biết nè. Tụi em yêu xa như vậy là bao lâu? Tầm một năm em ha. Một năm? Một năm. Bạn ấy vừa tốt nghiệp lớp 12 xong á thì bắt đầu lên Sài Gòn ở với mẹ ở trên đây. Nhưng mà sau đó thì hai đứa có sống thử chung với nhau. Hai đứa có sống thử Dạ, có hai đứa kiểu như là yêu nhau quá, kiểu như là không muốn thể rời xa nhau nữa, thì xin ba mẹ hai bên là xin phép cho tụi em được cưới. Và sau đó thì xin phép xong được á thì lên Sài Gòn thì mới cho em sống chung. Ở dưới quê á, khi mà có con gái mới lớn mà nhất là có con gái xinh đẹp vậy nữa, ba mẹ rất là lo hay giữ gìn á. Khi mà ba mẹ biết á là Xuân Mai quen với Quách Tấn An, một cái người mà làm trong showbiz vậy nữa, thì có lo sợ không? Dạ thì lúc đầu gia đình ngăn cấm, em cũng hé hé thôi chứ em cũng không cho biết hết. Dạ thì em cũng nói là con quen anh này vậy 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 đó, con cho coi hình vậy đó, chứ con cũng không có cho biết hết. Thì sau này tìm hiểu ảnh á, thì gia đình không có ai ngăn cấm nữa. Ba con là nhiêu tuổi rồi? Dạ ba con năm nay 42 tuổi. Ủa vậy là lớn hơn Quách Tấn An? Ba vợ con lớn hơn con 7 tuổi, mẹ vợ lớn hơn 5 tuổi. Lúc sinh hôn sao? Phụ huynh người ta rồi, hỏi sao ta? Thì lúc đầu cũng xưng bằng cô chú, nhưng mà em nghĩ là ở dưới quê thì họ chú ta làm ăn chứ không có ăn gì như người mình, thì nói chung là em cũng không nghĩ là họ trẻ đến như vậy á. Nghĩ là ít tuổi như vậy đúng không? Em nghĩ là ít tuổi như vậy lúc mà khi biết rồi, ôi trời ơi sao chỉ bằng tuổi bạn bè mình giống vậy. Rồi anh là MC, anh là người ăn nói, cái buổi cầu hôn nó có lãng mạn hay không? Bất chợt thôi, xin ba mẹ được dẫn em đi Đà Lạt này kia, tôi xin không biết là trong cái tư thế là biết có cho hay không. Sợ là không đồng ý thì không đi. Cuối cùng là khi đồng ý cái là hai đứa là bất chợt là lên xe phải đi luôn. Thì lên tới nơi thì cũng đơn giản thôi. Thì nói là em có đồng ý làm vợ anh không? Tôi dạ. Chịu liền không? Dạ chịu liền ạ. Khoái lắm cô. Khoái lắm hả? Đợi cái gì đó biết bao lâu rồi đúng không? Đúng không? Rồi xong rồi tối hôm đó rồi ở Đà Lạt á, rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới đúng không? Dạ đêm đó. Lúc đầu con cũng sợ cô. Rồi hai đứa là cưới nhau bao lâu rồi? 2 năm ngày cưới. Dạ. Hồi giờ có mấy bé rồi? Dạ có một bé ạ. Đó. Bé trai. Nhưng mà là trước đám cưới thì là có suôn sẻ không? Đám cưới thì có nhiều cái không suôn sẻ xảy ra với mình. Cái đầu tiên á là chỉ còn cách 2 ngày nữa là tới vô tiệc chín cưới rồi, bắt đầu bùng dịch. Do dịch bắt đầu mình phải ngưng. Rồi lần thứ hai thì sao? Cái lần đó thì xin cưới rồi, nhưng mà em muốn hoãn cái đám cưới lại, không muốn ở cái bàn này nữa. Ủa tại sao vậy? Thì bạn này bạn ghen quá. Sau khi ở chung với nhau thì thấy bạn này bạn ghen quá ghen luôn. Mà ghen với ai? Ghen với khán giả hay là ghen với những cô nàng trên Facebook? Ai em cũng ghen hết. Mà có nhiều khán giả họ mến mộ mình. Rồi chụp hình xong cái click em đi ở này nha, con này chết em nha. Em nói rất nhiều lần cái trời ơi người ta mến mộ mình thì người ta mới chụp hình mình chứ sao em cứ đi ra ngoài. Em thấy khó chịu quá. Cái nhiều nhất á là bạn lại ghen với người yêu cũ của em. Ủa nhưng mà mắc mới ghen. Tức là quen rất là vô lý. Em xài cái điện thoại iPhone, tất cả những hình ảnh khi quen con này á thì em đã xóa hết trơn rồi. Nhưng mà lâu lâu mình đăng nhập iCloud vậy á, một số hình nó sẽ lưu về, mà trong cái đó em là một người khi em chụp hình hoặc là tất cả gì đó em không bao giờ em coi lại điện thoại của em. Nhưng mà cô ấy thì cứ lướt lâu lâu cầm thoại lướt thấy là về buồn khóc tối khóc. Ủa em có chuyện gì em không? Ủa sao buồn khóc vậy? Tự nhiên anh quen người ta mà anh còn giữ hình ảnh như vậy như thế này thế kia. Nó rất là vô lý. Em nói nhiều bạn này lắm, kêu là hiện tại nếu như anh mà có liên lạc với bạn cũ á thì em hãy nói. Còn đường này Facebook em có mật khẩu Zalo, có mật khẩu lâu lâu anh bận cái gì đó thì em cầm điện thoại em nói ơi em ơi coi điện thoại giùm anh cái, hoặc nhìn ai nhắn tin anh hoàn toàn rõ ràng với em. Cuối cùng mà cứ vậy hoài. Tiếp tục là những lần sau nằm ngủ mơ rồi tay khóc. Ủa sao vậy? Em mơ thấy tối hôm qua anh đi chơi người yêu cũ. Có lại giận là đung nữa một ngày gì đó. Khó chịu lắm luôn. Khó chịu, em đã nói hết lời rồi. Cái lần đó là em từ hôn luôn. Em chịu không nổi nữa rồi. Cái đêm đó là em mới tắt nguồn hết điện thoại em bỏ đi. Thì ở nhà của này 3-4 giờ sáng cùng với mấy đứa bạn trong nhà của em á, đi vòng vòng qua thuốc bên quận 7 này kiếm vòng ngoài đường á. Ôi nghe thấy thương quá. Thì em qua em nói với mẹ vợ
cho con hoãn cái đám cưới này lại để cho bạn lớn chút. Thì mẹ mới nói quá trời quá đất, thì kêu bảo là giờ suy nghĩ cho kỹ đi, bây giờ con đã xuống nhà xin ngày cưới rồi mà bên nội bên ngoại đã mời đám cưới mời hết, và hai đứa làm sao cố gắng sắp xếp đi rồi để mẹ dạy bảo nó từ từ. Thì em nối lại từ ngày bắt đầu bạn hiểu ra. Trong cái thời gian mà anh quyết định từ hôn vậy thì con nói về cái tâm trạng con cái thời điểm đó như thế nào? Trời, con khóc quá trời khóc luôn cô ơi. Con không ăn, không uống gì trời. Con có thấy là lỗi của mình không? Con biết lỗi của con. Tại vì một phần đó là con thương ảnh quá. Kiểu giống như là không có ảnh con sống không được đó cô. Ảnh mà đi tỉnh á, mỗi lần đi là 7-8 ngày là con nói cô là không có ảnh là con thức trắng. Đêm nào con thức trắng con ngủ không được. Tới hiện tại bây giờ cũng vậy luôn á cô. Bây giờ là con cảm thấy là mình đã thay đổi được, mình đã lớn lên được chưa? Dạ, con có còn thay ghen đổi. Nữa không? Dạ, có ghen nhưng mà ít. Ảnh có cái tật xấu gì mà khi mà con đó. Về con làm vợ ảnh đó, mà... bây giờ tiết mục khui tật xấu. Dạ, tật xấu thì có một cái duy nhất là hay đánh gấm. Đó là người ruột tốt đó con. Tức bụng á. Còn dạ. Cái nào nữa không? Dạ không, không có một tính xấu gì hết á chú. Phải không? Dạ. Trời ơi bà... Như vậy là mong muốn thay đổi gì nè? Thay đổi thì con không có mong muốn gì hơn. Cứ đánh gấm đi. Dạ. Dạ. Tại vì con thấy cuộc sống hiện tại của con rất là ổn, rất là hạnh phúc. Tơi quá tân hèn. Con tật xấu nhiều lắm. Bạn này thì có cái tính, bạn nó không có kiên định về bất cứ công việc nào mà nói tới khóc rồi khóc nhè, khóc nhè hoặc là không kiên trì nè, khóc nhè, khóc nhè nè. Dạ, xong xuôi thì bạn của sao khóc thì em thích khóc vậy đó. Ở nghe lắm, nghe được. Tay nạt chồng không? Có luôn. Đôi khi bạn bè em rất là nhiều đó, nguyên một bàn dù một tiệc hoặc là mọi người tới chơi, em nói gì không vừa lòng là bạn ra mặt bắn nạt em luôn. Em mong muốn vợ em thay đổi điều gì nhất? Em mong muốn vợ em là thay đổi rất là nhiều thứ. Cái công việc của em là em phải kiên định một chút, bớt nạt nộ lại và hãy luôn luôn lắng nghe chút xíu. Còn đằng này em chỉ muốn anh luôn chiều em, còn trước mặt bạn bè anh thì em không có chăm sóc anh như thế này thế kia thì chắc chắn là anh rất là buồn. Anh nói em rất là nhiều lần, mong em sửa một chút. Hiểu cái điều anh muốn chưa? Con hứa với anh đi. Thôi em hứa. Thì em hứa với anh là em sẽ cố gắng hơn nữa trong công việc và không bắt nạt anh nữa. Sau này con cũng là người của công chúng mà đúng không? Thì lúc nào cũng vậy, phải hết sức tế nhị. Khi mà người ta thấy con tôn trọng chồng mình thì có nghĩa là người ta cũng tự giác người ta phải tôn trọng chồng đúng con. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó, cho nên con phải như vậy mới được. Rồi. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng. Ở trên Facebook thì thấy cũng được, nhưng mà lần đầu tiên gặp ở ngoài anh này đen mập dơ lắm. Anh này ở nhà thì lại nhắn tin với bạn gái cũ nữa. Trời ơi vậy đó hả? Anh này đầu hoa lắm. Dạ rồi nhắn tin rồi hẹn đi ngủ rồi. Trời ơi. Rồi cái bạn gái cũ nữa là bạn thân. Cái xong cái chụp hình gửi qua. Không có, không phải cứ con đang ở Sài Gòn học thì không chịu học, cứ ghen. Em rồi làm cách nào? Em rồi tự tử luôn. Mà lúc đó là tỷ dụ như mà cô này cũng không cho cơ hội là dám làm thiệt không? Nhà mình biết bơi cũng đâu sợ đâu. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em là Lê Hoàng Thái ạ, 24 tuổi, quê ở Tiền Giang. Tiền Giang, công việc em là gì Thái? Dạ, kinh doanh tại nhà, buôn bán giày dép về tại chợ. Giày dép đúng không? Dạ. Còn vợ Thái? Dạ em tên là Bùi Nhã Phương ạ, năm nay em 23 tuổi. Em là hiện tại nghề của em là nhân viên và em đến từ Tiền Giang. Biết rồi, nhân viên văn phòng đúng không? Dạ, nhân viên sale. Em là 23, còn Thái là nhiêu ta? 24 à. 24, dạ. Quá trẻ luôn chị. Hai em quen nhau lúc nào? Dạ, tình cờ cũng vợ nhắn tin trước, rồi thấy em nhắn tin trên mạng cho em, hỏi em sao mới quen cô kia mà lại chia tay trong có 2 ngày thôi. Mà vợ em thấy em chia tay 2 ngày rồi, vợ em nhắn tin cho em như là ý là cô em đó. Wow. Nhưng mà là nhắn tin trên Facebook hay là trên cái trang? Dạ Facebook. Facebook. Em vô trong trên Facebook á, nó có cái hội là FA. Thì tình cờ em cũng vô cái hội, rồi cô này cũng vô một cái hội đó. Đó em... phải đầu hội FA. Dạ, nhưng mà em ấn tượng gì ở anh này mà em an ủi anh vậy? Dạ, ở trên Facebook thì thấy cũng được, nhưng mà lần đầu tiên gặp ở ngoài anh này đen mập dơ lắm. Đen mập mà còn dơ nữa kìa. Thế còn em thì sao? Dạ, ấn tượng đầu tiên gặp vợ thì rất là kiểu như dễ thương, kiểu nít lắm. Quá ngon luôn. Dạ, đúng rồi, nói như cơ mà nói luôn như bế. Dạ,
đúng không? Đó, rồi rồi sao? Gió đổi chiều đúng không? Dạ. Em là người cua cô này trước. Quyết liệt luôn. Quyết liệt luôn. Bao lâu thì em gọi là chính thức là cho anh này gọi là công khai yêu yêu đương với mình? Vào khoảng một tháng sau. Tháng sau rồi. Dạ. Bạn gái cũ có biết không? Không biết rồi. Đó. Là cái bạn gái chia tay rồi đó phải không? Dạ. Là bạn biết rồi, bạn có nói gì không? Dạ, cũng kêu rồi quay lại rồi nhắn tin thì bà này thấy rồi cứ bắt đi đâu cũng có với nhau vậy đó, chứ không có đi đâu được hết. Lúc mà ở bên nhau thì không có gì hết, thấy anh này thương mình, thật lòng với mình. Nhưng mà tới lúc thời gian mà đi học ở trên Sài Gòn, anh này ở nhà thì lại nhắn tin với bạn gái cũ nữa. Trời ơi, vậy đó hả? Anh này đầu qua lắm. Dạ rồi, nhắn tin rồi hẹn đi ngủ rồi. Trời ơi. Rồi cái bạn gái cũ nữa là bạn thân, cái xong cái chụp hình gửi qua. Không phải con, không phải con nhắn, nhưng mà cũng như là hai anh em trong nhà nằm vậy nè, con mới ngủ mới lấy điện thoại nhắn cho con bạn của bạn. Rối mà xưng con luôn. Rối quá. Rối quá. Mà sao em. Rồi bà này quần nguyên một đêm khóc ngủ không được, hay gặp bà đang ở Sài Gòn học thì là không chịu học, cứ ghen. Em rồi làm cách nào? Em rồi tự tử luôn. Rồi thiệt không? Đòi tự tử thiệt không? Thiệt, hay hù. Thiệt chứ. Tại gần cầu tính nhảy thiệt luôn. Em biết không? Em biết là nó đòi tự tử không? Dạ biết à. Lúc đó thì điện thoại thì thuê bao. Rồi mẹ điện thoại lại năn nỉ kêu cho cơ hội đi. Rồi lúc đó bỏ đi. Xong rồi cái em mới chịu cho thêm một cơ hội nữa. Mà lúc đó là tỷ dụ như mà cô này cũng không cho cơ hội là dám làm thiệt không? Dạ mình biết bơi cũng đâu sợ đâu. Chị gạt rồi thấy chưa? Thấy chưa? Trời ơi. Bây giờ mới khui đúng không? Dạ, bây giờ mới biết. Rồi đến bao lâu thì các bạn mới cưới nhau? Dạ, quen khoảng tầm 3 đến 4 tháng xong rồi hai bên gia đình nói chuyện xong rồi mới đám hỏi. Tức là sau cái bữa mà đòi nhảy cầu. Dạ đúng rồi. Là sợ rồi dạ. Cưới luôn đúng không? Là dạ, về là anh này sợ mất em. Nói chung là đám cưới xong về rồi bây giờ là cảm thấy hài lòng, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy chứ sao lắc đầu. Dạ đám hỏi xong là bắt đầu lòi đuôi ra từ từ. Tại vì đám cưới mới lòi mà giờ đám hỏi là lòi rồi. Dạ đúng, đúng rồi. Mà lộ cái gì, lộ tật xấu hay sao? Ông này chơi gà mạng lắm. Gì hả? Chơi đá gà mạng á anh. Chơi đá gà. Dạ chơi đá gà. Ở miền Tây á, dễ bị lôi cuốn vô mấy cái đó. Giờ còn không? Dạ hết rồi. Hết liền chứ. Dạ. Hết gà mạng thôi. Nhưng mà hôm đọc ngồi quanh cúp thì lại chơi nữa. À, tới banh mạng. Cầm xe mới mua cầm luôn. Em mới giận quá, sao em xin ba với mẹ đi về dưới ở vài ngày. Tức quá về, kiếm làm đơn ly dị luôn. Chụp hình gửi vào ông này, nói chuẩn bị tinh thần đi, chuẩn bị ra tòa là ký tên đi. Rồi em làm cách nào để mà cô ấy cho tới bây giờ vẫn còn chưa có ly dị? À, lúc đó thì cũng thuyết phục dữ lắm nhưng không chịu. Con thấy sao mọi lần là không có đến nỗi mà viết đơn, làm mướn luật sư, tính in ra photo, ra tờ giấy này căng rồi đó. Em mới chạy xuống nhà luôn. Cái bà thấy em như nhớ em sao á. Em chạy ôm cái như khóc nước mắt rồi kia nọ, nói anh nói anh không bỏ, anh không nói không chơi cậu bạn nữa. Em em khóc à? Dạ em tức khóc. Là nhớ đáng lý là kiên quyết ly dị rồi tức, dạ đúng nhưng rồi mà gặp mặt dạ. Cái á là làm như nhớ quá rồi, thương tại vì vẫn còn thương mà đó. Giờ kể là còn thấy rưng rưng nước mắt luôn rồi. Dạ tức lắm. Nhưng mà kể từ đó về sau là tất cả những gì em nói cho em góp ý là anh có nghe không? Dạ anh cũng nghe là ha. Giờ thì không có thấy còn chơi gì nữa hết. Thiệt không? Dạ thiệt ạ. Hồi nãy giờ cô vợ cũng nói nhiều quá, bây giờ cho phép em đó. Đó, cô ấy có tật xấu gì không? Dạ em không, tật xấu thì có một rồi mà xong bây giờ kêu sửa được không? Tật gì dạ? Ngủ mà ngáy là thôi, khỏi chơi. Mà cái đó đâu phải xấu. Ngáy đâu phải tật xấu đâu. Cái đó đâu ai muốn đâu. Ảnh còn ngáy hơn vậy. Ảnh ngáy mà em nói anh không tin. Nếu mà ngủ nửa đêm phải bật điện thoại lên anh quay lại. Sao rồi quay ngày sau không dám coi. Đó, đi khui ra làm chi để cho mình đi khui lại đúng không? Có tật xấu nào nữa không? Có bạo lực, có đánh đấm gì không? Vợ em là võ nghề rồi. Học võ từ nhỏ tới lớn luôn. Nhưng mà quýnh chồng thì chưa. Ủa, vợ là học võ hả? Dạ. Ồ, võ gì? Dạ, học karate ạ. Trời ơi. Wow. Bởi mà... em cũng đâu có dám đụng đâu. Nhưng khi chửi là làm cái gì là em chạy dưới rồi. Đâu em đứng lại. Rồi, nó nghe nè. Vợ có nhõng nhẽo rồi, có thường xuyên sai việc mình không?
Dạ, sai là khỏi chơi. Mỗi buổi sáng hay dậy làm phải rửa chén quét nhà là bà này thì hẹn giờ 6 giờ 8 giờ cho mới về, phải 6 giờ phải dậy đặng rửa chén lau nhà. 6 giờ đồng hồ kêu em dậy không? Anh dậy, anh ơi dậy. Rồi em quét nhà, rửa chén, giặt đồ, phơi đồ hết. Bà thì nằm trong bà ngủ. Gần 8 giờ cái bà chui ra, em thì vô ngủ. Lát về cha nói em nằm ngủ không, còn Nhiên Phương làm. Khôn dễ sợ khôn. Trời ơi. Rồi cha em chửi, chửi như nói trời ơi cái thằng này nó ngủ như con mối chúa vậy. Trời ơi, cha là cha ruộng không không? Cha ruộng. Mà thật chắc là em làm không cha em đâu biết. Mà hồi đó giờ cha có hiểu không? Dạ chưa hiểu. Tới bây giờ cha mới hiểu. Cha mới hiểu nè. Hả? Dạ không có. Có biện hộ gì không? Ảnh lười lắm. Thường ngày ở nhà thì cha mẹ kêu làm gì ngớ, chịu làm mà không chịu làm. Đợi sai, chửi, rồi cái mấy chịu là xách đi làm, mà vừa làm mà vừa nói nhảm nhảm gì trong miệng á, không biết nữa. Lèm bèm á. Bây giờ kể tật xấu luôn đi. Kể luôn tật xấu đi. Nói xạo lắm. Thường ngày em đi làm, em mới điện thoại về, anh đang đâu vậy? Anh đang nhà nè em, anh đang phụ làm giấy số với cha là chắc là đang đi nhậu. Xong rồi tới giờ đi làm, rước em về thì bắt đầu em ngồi ngoài sau. Anh ta sợ em nghe mùi rượu đây, anh ta nhai sinh rơm. Mà nhai sinh rơm là ngoài sau nó càng bốc ra mùi rượu nữa. Cái bắt đầu hỏi, đi nhậu phải không? Thì đi uống chứ Út có mấy ly à. Có khi nào ổng nói sợ mà tức quá cũng như là bùm luôn không? Có. Đầu kể nghe chi tiết coi. Đặt đó là mùa Tết. Thì mùng 3 nhà mẹ cúng gà, anh ta đi ra ngoài. Cái anh ta nói, dạ anh đau bụng quá, anh đi. Mà trong khi đó anh đi lên nhà người ta, anh chơi bồi cua cá cọp, bỏ em ngồi dưới nhà ngoại á. Em tức quá, nói, em nói bụng mà em đợi rồi, mẹ đợi ở nhà nữa, anh đi đâu? Tức quá, em tán cái bóp vô mặt. Cái anh nói, hồi đó giờ chưa có ai quýnh tao, chưa cha mẹ tao chưa tán tao vô mặt. Lúc dạ, đó đúng rồi, tức. Dạ, hơi giận, hơi nóng không? Nói vợ không thương, tự nhiên tán. Rồi bây giờ có mong muốn anh ấy thay đổi điều gì không? Dạ, muốn anh... bớt ở dơ lại, bớt bày hày lại, tự giác làm mà không đợi sai rồi biểu nội. Tại vì nhà có một mình ảnh con trai nên ảnh sau này cũng là trụ cột của gia đình. Thì sau này ba mẹ già thì ảnh cũng phải tự làm và dạ, tự lập chứ không có nhờ ba mẹ nữa. Hiểu tình ý của vợ hiền mình chưa? À, hiểu rồi. Còn bây giờ mong muốn bà xã mình thay đổi điều gì? À, mong muốn vợ... quan tâm em xíu nữa thôi. Ủa chứ giờ chưa quan tâm luôn hả? Dạ. Dạ, quan tâm. Như là quan tâm mà không tới thôi. Ví dụ dạ. Như anh ơi ăn cơm hay là hay ví dụ gì thôi. Nhưng mà không có thiệt tình lắm. Không có thiệt tình. Dạ. Thì đôi khi đi làm về mệt. Rồi vậy là em bị buồn á, em mặc cảm, em dạ. Tự kỷ. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á là vì vợ em quá nhiều việc đúng không? Dạ đúng. Dạ. Rồi. Thành ra là theo lẽ như người ta nói là anh ơi xuống ăn cơm đi, ví dụ vậy. Yeah. Thì giờ như chồng là chồng muốn là chẳng hạn như nó thấy chồng chưa xuống hoặc là ấy thì nó anh xuống đi ăn cơm, ví dụ vậy. Nắm tay xuống. Dạ, đúng không? Dạ. Chưa phải nói lời đúng không nè. Yeah. Thì cái đó cũng đâu mất thời gian đâu. Bởi vì ông bà mình nói đúng á, lời nói không mất tiền mua. Yeah. Đúng không? Yeah. Nói sao để mà cho vừa lòng nhau. Thì đó là cái chuyện của vợ, nhưng ngược lại chồng phải để cho vợ cảm giác á là chồng quan tâm tới vợ và hiểu được cái việc mà vợ đang làm. Dạ. Phải chứng minh cho vợ thấy là bây giờ mình thay đổi rồi. Đúng chưa? Những cái đó dạ. Không phải là đam mê của mình nữa rồi. Thì bây giờ thực hiện lời hứa đi. À. Đó, đứng lên hứa cái đi. Để cho vợ an tâm cái đã nha. Anh hứa em từ nay về sau là anh không có dư dẫn gì nữa mấy cái đó chị ăn chơi nữa. Anh sẽ phục em làm nhiều hơn. Rồi. Hứa nha. Rồi, đáp lại bằng nụ hôn để cho ông chồng khoái chứ trời ơi. Wow. Rồi. Dạ. Rồi xin chúc cho các em sẽ luôn luôn hạnh phúc nghe. Dạ. Và mau chóng có được một cái tin vui ha. Dạ. Bây giờ xin dạ. Như vậy thì 7 năm trước, 6 năm trước thì xin cỡ nào? Dạ lúc đó em lết không anh ơi. Lết. Đó là một lần đi Nha Trang. Đi với ai? Dạ, chắc có hai vợ chồng anh. Đi hai đứa rồi à. Dạ. Lúc đó nhiều tuổi rồi? 17 tuổi. Trời ơi. Em nói với anh rồi, ông này ông có chơi cái chiêu là chồng em là đã 24 tuổi rồi. Ừ. Lúc đó ông dụ em á. Mặt vàng dễ sợ. Trời. Xin chào hai em. Dạ, chào anh Quốc Thịnh, chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả. Sao có cái miệng giống nhau quá vậy?
Em tên là Lê Hoàng Sơn, năm nay 30 tuổi, nghề nghiệp là một tài xế. Sinh ra và lớn lên ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Xe tải mà lái xe mà hột xoàn nó cấn cái vô lăng chết luôn. Thế còn em? Dạ, em chào anh Quốc Thượng, chào chị Hồng Vân. Em tên là Võ Thị Diệu, em 25 tuổi. Em thì ở Bình Dương. Quê ở Bình Dương đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Hai chồng đang ở quận 12 à? Dạ, quận 12. Em làm bên nail ạ. Rồi hai em quen nhau trong trường hợp nào? Vô tình là hai đứa em cùng đi đến một sinh nhật của một người bạn. Đến đó thì mới gặp nhau. Chỉ có em thích vợ em thôi chứ vợ em không có thích em. Tự nhận luôn. Có nghĩa là em nhìn cái nhan sắc của vợ em là em bị choáng ngợp liền đúng không? Dạ đúng rồi anh. Ủa cái đây là mấy năm rồi ta? Chắc cũng phải 6-7 năm rồi. Bây đó. Giờ sinh dạ. Như vậy thì 7 năm trước, 6 năm trước thì sinh cỡ nào? Dạ lúc đó em lết không anh ơi? Lết. Ấn tượng đầu tiên dạ ổng là chị mình chỉ cảm thấy ghét, sao mà cái người này nói nhiều tới nỗi mà mình cảm thấy khó chịu. Rồi sau đó thì em chắc chắn rằng là em phải lên chiến thuật để em cua người đẹp này đúng không? Lúc đó vợ em học nghề ở gần nhà em. À. Dạ. Ở trên vợ em mỗi sáng thì đi xe buýt. Thì em lúc đó thì cứ đứng ngay trạm xe buýt, đứng đó là chờ vợ em vừa xuống là em hốt đi ăn sáng em. Ủa mà sao em dễ dàng vậy? Hốt quá vậy? Em chỉ nghĩ đơn giản, có người bao ăn sáng là được, mình đỡ tốn tiền thôi. Rồi cái khoảng thời gian đó kéo dài bao lâu? Rồi bao lâu khoảng... là chính thức tụi em yêu nhau? Khoảng 2 tháng anh ha, khoảng 2 tháng sau á. Ừ. Lúc đó em nghĩ đơn giản, có người để mình rủ đi ăn nè, có người nạp tiền điện thoại cho mình nè. Mười mấy tuổi phải không? Dạ, lúc đó em mới có 17 tuổi. Bởi vì em muốn cứ... đích là cứ đồ ăn vụ là dạ. Nhưng mà em nói nghe nè, dạ. Em có lo lót cho phụ huynh không? Lúc mà em cô vợ em á là khó lắm. Mà em phải chơi chiến thịch là em lên chơi chung với lại ba vợ em bây giờ. Rồi sau khi cua, sau khi coi như là chinh phục được cô gái này rồi. Dạ. Thì cái mối tình của hai bạn nó tiến triển như thế nào? Thời gian mà hai đứa quen nhau có một kỷ niệm là hai chồng không bao giờ quên. À. Đó là một lần đi Nha Trang. Đi với ai? Dạ, chắc có hai vợ chồng anh. Hai đứa rồi à? Dạ. Lúc đó nhiều tuổi rồi? 17 tuổi. Trời ơi! Em nói với anh rồi, ông này ông có chơi cái chiêu là phụ huynh giống như là lo lót. Là trong nhà cũng có chuyện buồn, kêu em giữ nhà. Tự nhiên cái ông thấy em buồn không điện cho ba mẹ em để xin đưa em đi chơi. Mà tự nhiên cái ba mẹ em cũng đồng ý luôn. Nha Trang dạ. Ở ngoài rồi ở sao? Từ từ cho em nó nói xong. Em tao đi đổ mày là thiệt. Đổ tâm nó thiệt đó. Mà đi Nha Trang anh ơi, lúc đó em không có tiền. Vận động tài trợ hết luôn. Được có 3 triệu à. Ra tới Nha Trang chưa biết gì hết, em mua hai vé về trước là cho chắc ăn lỡ mà hết tiền. Có hết tiền vẫn còn có đường về nhà đúng rồi. Dạ. Tại vì ở là tới 2-3 ngày lận. Khi đó tụi em chỉ ăn bánh mì. Thôi cái đó không sao đâu, bây giờ mình kể cái chi tiết mà mình ở trong khách sạn á. Cái quan trọng là ở đây. Dạ. Với cái số tiền đó ở mấy phòng, một phòng thì mấy giường. Dạ, chắc vì lý do kinh tế nên tụi em chỉ ở một phòng. Mà quan trọng là 17, vô chồng đưa giấy chứng minh nhân dân người ta có nhận hay không? Dạ, chị đưa giấy chứng minh của chồng. Chồng em là đã 24 tuổi rồi. Lúc đó ông dụ em á. Mặt vàng dễ sợ. Trời. Bây giờ đã vô tới phòng rồi thì ta hỏi thẳng luôn đi. Mà vô phòng mà xảy ra hay không? Hả, có gì không? Chuyện gì đến thì nó sẽ đến thôi. Nó sẽ đến anh. Rồi sau đó làm sao? Sau khi đó về là em mới bắt đầu em... hai đứa yêu nhau thấm thiết á. Không phải là quan trọng chuyện trong phòng đâu. Mà tại vì ổng làm nhiều chuyện gì cho em quá nên là em cảm động. Nhiều chuyện gì là chuyện gì? Trời mưa gió em than đói. Ổng đi mua cho em á, nhiều khi có một ổ thôi. Về ổng bắt em ăn. Cái em mới nói là sao anh không ăn. Cái ông mới nói với em là thôi anh no rồi, nãy anh ăn trên đường về rồi. Mà trời mưa sao mà ăn, trong khi đó chạy xe máy nước mưa không sao mà ăn được. Đi tới đâu ông cũng lo lắng chăm sóc cho em dữ lắm. Nói tóm lại là sau cái lần đó là tụi em chính thức yêu nhau. Dạ đúng không? Dạ. Phải đúng. Nói là em mới bắt, em, đầu, em bắt yêu đầu yêu, yêu dạ, đúng rồi. Và cưới nhau là được mấy năm rồi? Làm đám cưới là 2 năm 5 tháng, còn đăng ký kết hôn là 3 năm. Lý do? Nói chung là lúc mà mẹ em gặp vợ em á là mẹ nói trời, nuôi gì mà đẹp dữ vậy? Em sợ là em giữ không được, đúng không? Đúng vậy, sợ sau này rồi đổ vỡ thì lại khổ. Lúc đó mẹ chồng em á, thấy chồng em á, là hiền với lại giống như là sợ bị em ăn hiếp. Nhưng mà em làm cách nào để mà em có thể mà đến được với nhau? Em giấu mẹ em vẫn tiếp tục quen vợ em. Lúc trước á, ông đến nhà em thì ông rất là bình thường. Điện thoại thì không có giấu giếm này kia đâu. Sau này cái tên tự nhiên cái lên nhà em, điện thoại ông tắt chuông. Hay là mỗi lần có ai điện thoại đến cái là ông bấm tắt liền, ông không có nghe. Cái em mới nghĩ là trời, thằng này nó có bạn gái khác hả ta. Cái lúc đó em ghen, em nói ra cái ông nói thật luôn là ông nói là mẹ anh như thế đó. Em tức quá, ngày mai em xách xe em lên nhà mẹ chồng em gan lắm.
Em nói, ủa bác ơi, sao bác không cho con với anh Sơn quen? Em mới nói là bây giờ anh Sơn thương con thương anh Sơn thì thôi bác đồng ý đi, chứ giờ ảnh buồn thì bác cũng buồn chứ bác đâu có vui gì đâu. Mẹ chồng em mới điện ông này nói, trời sao con nhỏ đó nó gan dữ. Tôi chưa thấy đứa nằm nó gan như nó luôn á. Dạ. Vậy thì mới có được kết quả tốt. Dạ. Nhưng mà không? Sao em thấy tình hình không ổn, nên bây giờ em nghĩ là em thấy ngu nè. Là em nói, anh ơi, em thấy tình hình không được đâu, thôi giờ mình đi đăng ký kết hôn đi. Thì ổng lúc đó là ổng nghe lời em lắm. Bây giờ em nói con chó là con mèo ổng cũng nghe theo. Cũng vậy. Dạ. Em về em lén lấy sổ hộ khẩu, em lấy giấy tờ này kia, tại mẹ em giữ hết mà. Như đi ăn trộm. Dạ. Rồi sau đó là hai đứa ở với nhau như vợ chồng, đúng không? Không có biến cố gì xảy ra nữa. Đăng ký kết hôn xong rồi lại gây lộn nữa. Gây lộn cái vợ em cũng đi nhiều khi đi chơi á, nói giờ bà mà đi chơi ở đâu là tôi đưa giấy đăng ký kết hôn quăng trước mặt cho bà, không biết thế nào lợi hại. Thì đi chơi trong lúc đó cũng đã chia tay, có nam cũng, có cũng nữ anh, lúc đó hai đứa đang giận lộn mà. Thì em nghĩ đơn giản thôi, ừ chia tay thì thôi. Hỏi cái em đi đâu, em đi chơi với bạn em. Cái ông đi lại đó, ông nói vợ tao. Cái em mới nói giọng là thôi giờ ly dị đi. Ông mới nói muốn đi vậy thì tự đi một mình đi. Lúc em mới nói là em nghĩ em ngu, ông cũng chửi em ngu luôn. Rồi đến khi nào thì hai bạn mới thực sự rằng là bỏ qua hết tất cả những gì xung quanh mà có thể chấp nhận về lại với nhau, để không còn biến cố. Rồi hai đứa quay lại rồi bác sĩ bảo cưới nên phải cưới thôi. Tụi em đã có em bé được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ gần 2 tuổi. Mà lúc rồi mà nghe có tin có em bé vậy là có vui không? Lúc đó em sợ lắm. Lúc em đó là em mới 23 đúng không? 22. Dạ là lúc đó là em đã bắt đầu làm riêng ở ngoài rồi. Em á thì em không có biết có thai. Em cảm thấy nhức đầu chóng mặt này kia, thì em nói ông là ông đi mua thuốc cho em đi. Cái ông cũng đi mua thuốc, tự nhiên về ông đưa cái que thử thai vô mặt em. Cái ông mới nói thì em cứ thử đi, thử ra hai vạch em muốn xỉu. Gia đình hai bên có biết em có cái bầu sự, mà cái sự việc là dạ, có bầu không? Khoảng chừng 5 tháng sau gia đình em mới biết. Một đám cưới nó diễn ra rất là bình thường, là đám hỏi xong rồi tụi em đi chụp hình cưới, rồi khoảng 1 tháng mấy 2 tháng sau mới đám cưới. Nhưng mà không thấy bụng hả? Không, là lúc đó em rất là nhon. Dạ. Khi mà đám cưới xong là gần 5 tháng rồi là không ai biết gì hết. Chị có bầu 5 tháng rưỡi cũng không ai biết luôn. Ờ em có bầu 2 tháng là biết liền. Ở với nhau như vậy một thời gian rồi, quen nhau cũng thời gian khá dài. Dạ. Vậy thì có bao nhiêu tật xấu lòi ra không? Nhiều lắm, nhiều rồi lắm. Tới giờ rồi đó. Đó. Dạ. Tới giờ đi em. Bây giờ mà giấy mà em viết là không viết không hết. Dạ hả? Thôi bây giờ mình lấy một cái tật xấu nào mà nặng nhất ra đi em. Ông ơi dơ kinh khủng. Hồi lúc mà mới quen em đâu có biết đâu. Khi mà quen nhau mấy năm, khoảng 2 năm mấy, đi coi kịch chị Hồng Vân, nghe cái mùi gì nó hôi hôi. Nó không phải là hôi nữa mà nó chua chua. Thì ra là cái áo của ổng. Mấy ngày sau mình lại nằm lên đùi ổng cũng gì chua chua. Chua chua nữa. Dạ. Thì ổng mới nói thiệt với em là quần 2 ngày chưa giặt. Ổng nói thường thường đồ của anh cả tuần mới giặt. Ngày nay mặc cái quần này với cái áo kia, thì ngày mai áo kia với cái quần nọ. Vậy đó, rồi nó cứ đổi qua đổi lại. Nhiều, nói nhiều lắm. Khi xỉn vô nói rất là nhiều. Nhiều tới nhiều khi mà em bực quá, em nạt một cái, em tán một cái, em mới nín. Vậy đó hả? Dạ. Còn gì nữa không? Ở đây nói xấu được mà đúng không chị? Đúng, trời vui, dạ. Thoải mái em. Nhậu nhiều nữa. Hồi tài xế trước, mà nhậu là lý do hồi trước vậy? Khi mà yêu em á, là bao vậy? Nhiêu là bây giờ là... Nó thay đổi hết. Không, là cái ngày hôm đó là ngày tình nhân anh ha. Cái ổng lên ổng tặng cho em một bó bông. Ông nói em ơi, anh tặng bông em nè, Dũng công ty nó ế giờ tặng em. Trời ơi. Giờ để nhà nhiều quá, giờ mẹ anh kêu em tặng cho em nè. Bông này thì không có cúng được chị. Ai khiến ông nói câu đó chi vậy? Rồi bây giờ tới bạn đó, bạn Sơn. Dạ. Giờ em nóng tính ghê lắm, làm bếp làm nút thì có kéo có nút gì. Giờ em nói đang cãi lộn, giờ nói giờ anh muốn gì là em đằng kia kìa, hút qua đằng kia luôn. Là bỏ chạy hả? Thôi mới có cầm lên, giờ anh muốn gì là em chạy ra khỏi nhà ông luôn rồi. Ông nhát gan lắm. Em đang cắt đồ, em lên like hay này kia, em đang cầm để cái kéo đó. Em đưa vậy thôi. Ông bỏ chạy mà tới mức mà cái xe ông dắt được mà đôi dép ông còn để lại. Chạy mất dép. Vừa chạy mà còn vừa la nó chú hơn dịu nó đâm con này kia. Có em cái thời đó là em, cái tiệm tóc á mà em phải chuyển chỗ đi luôn á. Rất là nóng tính, khi mà giận lộn là trong tay có cái gì là phang cái đó. Mà lỡ quên vợ em đang cầm con dao mà quên, tưởng đâu cây chổi em một cái, em sao mà chụp dao được, sao mà chụp dao được. Em đâu có chỗ cầm. Ghi lộn với vợ là bao giờ cũng là kèo dưới. Dạ đúng anh, lúc nào cũng vậy á. Không, hồi trước khi cưới thôi chứ sao là anh kèo trên không? Dạ. Phải không? Là ổng có cái tính này đó nè, là dặn ngay á. Nhiều khi ổng đi nhậu nha, ổng bỏ mẹ con em nhà một mình. Cái em nói ngày hôm nay, ngày mai ổng đi hơn giờ đó nữa. Nghĩ hả? Vậy đó, nói ổng đi nữa rồi sao? Tới cái tiết mục của em nói xấu vợ mà. Ờ đúng rồi, kể đi. Ủa vợ chồng công bằng mà. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Em nhiều tật lắm, vợ em kể tới sáng luôn á, chết em á. Thứ hai là rất là ở sạch.
mà em cái đó thì không phải thường rất là ở sạch xấu hả? Nhiều khi ở sạch nó hơi quá lố, bước vô phòng mà có mùi lạ cái là vợ em cầm chai xịt phòng không cần biết là nó như thế nào hết, xịt cho trước thì còn mà bước vô nhà mà có cát là vợ em không chịu, đi mà cộm cộm chân là không chịu. Mình tính mình thanh niên mà giờ về liếc ở vợ cũng phải thay đổi, giờ liếc nó cũng chưa thay đổi gì luôn á, giết rồi cũng sạch bớt á. Dạ cũng sạch bớt vậy. Hồi xưa ở dơ 10, hiện giờ cũng còn ở dơ được 5-6 đi. Ngoài hai tính đó ra thì nói chung là vợ em hoàn tốt hảo. Mà nhân đây thì giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì nói luôn đi. Nói chung là bớt nóng với lại cha con anh là được rồi. Bây giờ tới em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì nào? Em thì những tật xấu của ảnh thì em chịu được, có trong cái khả năng chịu được, tại vì thương là sẽ chịu được thôi. Là muốn anh bớt nhậu lại. Nhưng mà em từ nào buông vô lăng ra em mới nhậu. Em nhậu là buông vô lăng là nhậu là để cho nó an toàn, nhưng mà thực ra cái nhậu này nó ảnh hưởng sức khỏe. Dạ. Nhiều khi ổng nhậu với ba em á, chưa đã về nhà cầm lon bia uống. Thì cái đó là nhậu lầy thì ý chị là em nói chị là cái tính chồng em lầy. Ừ, làm sao cho nó sức khỏe nó tốt. Uống thôi. Uống ly thôi, hoặc một ngày uống lon bia thôi là tốt. Còn em á, cái nóng tính này thì chị không biết nóng là nóng cỡ nào, nhưng mà cái chuyện nóng với lại cái chuyện mà mình cầm cái gì mình chọi cái đó là hai cái nó khác nhau. Hồi trước thôi chị, bây giờ thì đỡ nhiều rồi. Đỡ và nếu bỏ được thì bỏ, ví dụ như có thể nói lớn được, có thể la được, nhưng mà những cái đạo cụ á gồm có dao kéo chổi xẻng gì á thì sống chung đi. Với ổng mới là phải gì nè, nói thường ổng không có chịu dừng hay là chịu này kia, ổng ngay nên là những cái hành động đó ổng mới sợ mới chạy đi thôi. Còn ngoài ra thì cặp này là quá đẹp đôi rồi. Cảm ơn anh. Hồi xưa là em là nổi tiếng cấp khu phố, cứ tới khu phố 5, khu phố 6 hỏi Lê Nam diễn hài người ta biết. Còn ngoài khu phố là không ai biết hết. Vậy mà bà kiếm được em. Bà mê giống như bà nói, trời anh này đóng giống như đóng phim mà có duyên quá. Thì em mới hỏi, ủa đóng phim gì? Nói đóng phim Hàng Mặt Tử. Cái phim Hàng Mặt Tử tôi đóng mùa nào ta? Như nhầm đúng không? Trời nắng mà, đúng không? Trời nắng thì vô mình tắm để mình ngủ thôi đúng không? Thì mình làm một người đàng hoàng, tự nhiên bà tắm, bà ra bà quấn khăn là sao? Em kỳ vậy? Thì thực sự em giữ mình lắm. Nhưng sau cái cú bà quấn khăn là em hết giữ mình nổi rồi. Là đứa nào là hổ, đứa nào là mển? Là em là hổ. Nhát lắm nha, dạ nhát. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào em. Dạ chào tất cả mọi người trong trường quay. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ xin chào mọi người. Dạ em tên là Lê Nam, hiện là em sinh ngày 8 tháng 8 năm 1981, quê quán Quảng Ninh. Vào Sài Gòn sinh sống từ hồi nhỏ tới lớn. Dạ, thì bây giờ em đang công tác tại sân khấu kịch của Hồng Dân. Dạ đây bà bầu của em. Đây vợ em. Dạ em xin chào quý vị khán giả có mặt tại trường quay. Em tên là Ngọc Huy, năm nay em 33 tuổi, hiện tại em đang kinh doanh tại nhà. Anh cứ thắc mắc hoài, từ ở ngoài cho tới bây giờ luôn. Anh không hiểu tại sao Lê Nam nó lại có được có một cô vợ là quá đẹp như vậy. Dạ hồi trước là đây là cua đây, chứ không đây cua đây nha. Trời ơi. Cái đó là nói nghiêm túc. Hồi xưa là em là nổi tiếng cấp khu phố, cứ tới khu phố 5, khu phố 6 hỏi Lê Nam diễn hài người ta biết. Còn ngoài khu phố là không ai biết hết. Vậy mà bà kiếm được em. Bà mê giống như bà nói, trời anh này đóng giống như đóng phim mà có duyên quá. Thì em mới hỏi, ủa đóng phim gì? Nói đóng phim Hàng Mặt Tử. Cái phim Hàng Mặt Tử tôi đóng mùa nào ta? Như nhầm đúng không? Không nhầm, thiệt là cái thời đó mới vô nghề á, đóng vai quần chúng khoảng 200-300 người quần chúng gì đó. Bà không biết sao nhìn ra được em. Có đúng không Nguyên? Dạ chắc duyên số anh. Mà sao cả trăm quần chúng mà em không nhận ra mà em nhận ra lên không vậy? Biết sao không, thực sự có cái gì em đóng quần chúng mà em cũng thuộc dạng ảo, cũng hơi tính toán á. Em thấy cứ mà cặp chính mà đi vậy á là em đứng xăm chỉ. Em chỉ trời chỉ mây gì đó, em không thoại với em chỉ gì đó. Cái quay chính là vô cận em thấy được em, các bạn tưởng em đóng phim gia chính. Thật sự là em quần chúng. Rồi Nguyên chia sẻ cho anh biết thêm coi có đúng như vậy không. Em với ảnh là quen nhau là em biết ở trên Facebook. Là lúc đó là em đã có người yêu rồi. Rồi xong lúc đó là em biết anh này là làm diễn viên, thì em mới vô em kiếm nick ảnh, xong em kết bạn với ảnh thì ảnh cũng chấp nhận lại liền luôn. Tại đẹp quá mà chấp nhận liền chứ.
Xong rồi vô em cũng nói chuyện, rồi nhìn hỏi là anh còn đi đóng phim không. Rồi ổng cũng trả lời là anh ít đi lắm. Rồi lúc đó là em không có nhắn tin nữa. Trong bẵng thời gian lâu cũng lâu á, cái em chia tay bạn trai em. Cái lúc đó thì ổng, em hay viết SDT buồn trên Facebook á, ổng nhảy vô liền. Comment chia sẻ đúng không? Dạ đúng rồi, ổng vô là ổng comment rồi, rồi ổng cũng an ủi rồi. Rồi xong mà hai đứa em mới hẹn hò ra gặp ở ngoài chùa bà. Trời ơi. Vậy hả? Dạ cái sự tích nó là như vậy. Kể không có chi tiết cái gì hết, kể nó phải có chi tiết. Là vậy, kết bạn mà em thấy đẹp quá. Thì cũng nhảy vô kết bạn mà không biết bây giờ phải nói chuyện sao. Rồi tìm hiểu này nọ coi xem người ta có người yêu chưa. Thì thấy có người yêu là bắt đầu bữa đó buồn liền. Lại có người yêu rồi sao mình cua được. Thì giờ chỉ chuyển phương hướng là chù thôi. Chù để chia tay rồi mình nhảy vô chính giữa. Đó thì được cái chù linh. Chù khoảng được đâu hình như là tháng mấy á là chia tay luôn. Thế mình nhảy vô giống như là an ủi, an ủi. Em ơi em đừng buồn nữa, chắc anh ấy say nắng rồi bắt đầu anh ấy sẽ quay lại. Nhưng nói vậy thôi chứ thực sự là mong đi luôn á. Đi luôn thôi. Em dễ sợ quá Nam. Thì đó. Thì bắt đầu cái nó em đừng buồn nữa thôi, anh nhận em làm em gái anh. Rồi có gì anh sẽ che chở cho em đồ này nọ đồ. Xong cái bắt đầu tìm hiểu nhau thời gian. Dạ. Cái ngày quyết định là thôi gặp mặt. Lên gặp mặt. Tại sao lại gặp ở chùa? Tại cái địa điểm đó là cái chùa bà đó. Chùa bà ở đâu? Chùa bà Bình Dương á anh. Đó thì em chạy từ Sài Gòn em chạy lên em đi quay. Rồi sẵn hẹn gặp mặt luôn. Nhưng mà nhà Nguyên là ở Bình Dương hay sao? Dạ. Em dạ ở lên. Ngay Thủ Dầu Một á anh. Lên tới đó thì vẫn thôi em ơi em nhận anh nhận em làm em gái. Mà bà thì ở sau lưng thì đưa cái tay ôm vậy mà. Em gái tôi ơi. Ôm. Bạn nói thôi ông có khùng không, từ Sài Gòn trở lên đây ông nhận tôi làm em gái. Bộ làm như thiếu em gái mà. Bây giờ yêu cưới không yêu thôi về. Dữ vậy. Dạ, em nói vậy đó. Em nói được là cưới luôn, còn không là yêu chứ không thích em gái mưa để anh chơi mưa làm chi vậy, mệt lắm. Cái ông nói ông giờ ông cũng vậy mà ông kêu thôi là ôm đi, ông kêu em á thì ôm ổng, cái em ôm liền luôn. Đang Sài Gòn lên Bình Dương. Xong cái chở vòng vòng không biết đi đâu hết, kêu đi ăn đi uống thì không đi. Nói thôi anh ơi đi uống cà phê. Cũng được, cái trong đây có cà phê giỏng này vui lắm. Nó ủa cà phê giỏng bụi đau lưng hay sao vô trong đó chứ vậy. Thôi kệ cũng vô cà phê giỏng, vô ngồi cái tự nhiên cái ta tưởng ta nằm một cái giỏng đi nó cũng có cái vui, nằm hai cái giỏng. Rồi ngủ vô đây chi. Tức nó xong lại này má bị lãng lãng thôi, cái ngủ vô đây nằm hai cái giỏng. Cái tức quá nằm giỏng này kêu suy nghĩ rồi. Giờ giả bộ thì đo chiều cao, tại vì cũng tâm sự là cao mét mấy là cũng nói hết rồi. Mà cũng sao xạo ra, em ơi em đo chiều cao với anh đi, cái gái để chi, để đứng đây cái tới đây cái là mình ôm luôn. Cái kiểu vậy đó. Cái kiểu vậy, bà cũng đứng bà đo, tự nhiên bị nhót anh, không dám ôm. Em suy nghĩ liền, tại bà này bà gũ mình vô đây, mới vô mình giống như con hổ vậy đó. Mình tính là làm thịt con mển này. Nhưng ngủ cuộc tự nhiên mình thấy, ủa sao mình giống con mển vậy? Tự nhiên vô đây, tự nhiên cái bà gài mình vô cái thế này. Không được, phải giữ mình chứ. Em giữ được qua cái hai cái giọng đó. Nhưng mà Quyên, dạ, anh thắc mắc tại sao không hẹn đi cà phê bờ sông hay là cà phê máy lạnh gì không? Sao là cà phê giọng? Phải, do là lúc đó em thấy ảnh trên Facebook, em chưa thấy ảnh ở ngoài đời. Mà lúc mà leo lên xe anh chở em chưa có thấy cái mặt ổng luôn. Ổng cứ chạy, ổng không có quay qua gì luôn. Em cũng nghi lắm, em biết là có xấu hay đẹp nữa. Thì đó, đưa vô cà phê giọng tới thui cũng không có thấy mặt. Bởi vì em mới nghe qua, em thấy cái quán cà phê cái tự nhiên cái ông đuổi em đi ăn ốc, em không có chịu. Em nói thôi giờ đi ngang cái quán cà phê thôi, vô quán cà phê cho trời nằm chút đi. Cái ổng không chịu luôn, cái chạy vô mà tự nhiên vô đó tới tối thui à. Cái em không thấy được cái mặt ổng, thấy được cái dáng không mà. Nhưng mà đặc biệt cái là em mê cái là cái giọng nói của ổng, em mê lắm luôn. Mà lúc nào ổng nói với em là lúc mới quen mà cứ nói là nói chuyện gia đình rồi có con rồi tương lai sau này làm cho mình mê mình càng khoái nữa. Dạ càng khoái, tự nhiên mình là lúc đó em 30 rồi, em muốn có chồng, muốn có gia đình rồi muốn có con nữa. Rồi sau đó là có trao luôn nụ hôn không? Dạ không, em không có trao nụ hôn, em thực tế lắm. Rồi cái nụ hôn đầu tiên ai là người cướp của người kia? Dạ không có cướp. Không nhớ luôn á. Là lúc đó ông quay ở Bình Dương, ông mới kêu em là giờ ông quay 9 giờ sáng xong rồi. Để kể cho nghe. Kể nó phải có chi tiết. Rồi đang quay Bình Dương, sáng quay cái, tối quay cái. Rồi cái dòng buổi trưa đi đâu? Không biết. Tại alo bữa nay ông xã lên Bình Dương đi quay mà quay sáng cái trưa cái giờ đi đâu? Nói giờ thì đi vòng vòng chơi, nói ủa chưa nắng vòng vòng ngoài đường chơi giống khùng vậy. Có nhà ông bác ông kế bên mới xây mấy cái phòng á, vô đưa chứng minh là vô thôi. Vậy thôi vô đi. Nói, không được, vô nó sợ ma lắm. Bà ông thiệt lòng, nó thôi vậy thôi thì em lên em thôi em ngủ. Đó thì lên xong rồi tắm rửa rồi chị gì đến nó lên. Sau đó là quyết định cưới luôn. Nhưng mà em là có cái linh cảm rằng là
là vô trong đó là... Em không sợ. Tại vì lúc đó ở đầu em nghĩ là cái anh này là em phải lấy cho bằng được. Em đâu có sợ. Thì nó nói anh đi tắm đi, em mới ngồi ở ngoài em coi phim. Thì ổng vừa ra tự nhiên cái ông kêu em đi tắm đi em. Em cũng biết. Không thì thực sự trời nắng mà, đúng không, hiểu không? Trời nắng thì vô mình tắm. Mình tắm để mình ngủ thôi đúng không? Thì mình làm một người đàng hoàng. Tự nhiên bà tắm, bà ra bà quấn khăn là sao? Em kỳ vậy. Thì thực sự em giữ mình lắm. Nhưng sau cái cú quả quấn khăn là em hết giữ mình nổi rồi. Là đứa nào là hổ, đứa nào là mệnh? Là em là hổ. Nhát lắm nha, dạ nhát. Ông nói bà này bà làm gì tôi vậy? Bà tránh có xa tôi. Có nói vậy luôn đó. Bà tránh xa tôi ra đi. Dạ có. Ôi vậy hả? Dạ. Em mắc cười lên, nói ông này em bị gì vậy ta? Làm gì mà 36 tuổi bị nhát dữ vậy trời. Nhát. Sau đó bao lâu thì hai đứa mới cưới nhau? Dạ mấy tháng rồi, quen được mấy tháng rồi cưới luôn anh. À, về. Đứa vừa đẻ đứa đầu đây cho con bú là đứa thứ hai có luôn đó. Cái ngồi có cái bụng, ủa sao bụng mình càng ngày càng bự ta mà quấn khăn rồi trường gừng này nọ để làm cho bụng nhỏ lại á. Trường ngoài cái đầu quay ra nói chồng ơi chắc vợ có bệnh rồi mà lỡ cái này tôi nghi tôi bị sơ gan cổ trướng hay gì đó. Nghiêm túc dạ. Em còn chăn chối nữa mà. Chăn chối. Mà gì nè, lo quá, bây giờ con mới đẻ ra mà lỡ tôi có chuyện gì rồi sao. Em nghe em khóc luôn. Chết cha rồi, bây giờ bà sao? Nói thôi chở đi khám bệnh. Chở khám bệnh đi. Tôi mà có chuyện gì ông nhớ ở lại em lo cho con nha. Không mà lấy vợ nữa là tôi về tôi bớt cổ chết luôn á. Thiệt lo thiệt. Ui ơi cái bụng, trời không, bụng lùm nó bự á. Đẻ rồi mà bụng cứ bự vậy đó. Cái chở lên bác sĩ, vô bác sĩ, ủa có bầu tháng thứ 3 rồi phải không? Chỉ luôn, wow. Trời ơi. Vậy là hai đứa lấy nhau được mấy năm ta? Dạ, tính ra năm nay năm thứ tư rồi. Đứa nhỏ năm, hai đứa. Dạ ba, đứa nhỏ 1 tuổi. 1 tuổi rưỡi. Dạ, đứa lớn là 3 tuổi rưỡi. 4 năm, các em cũng đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm đúng không? Đó. Thì bây giờ đến cái phần gọi là dạch mặt nhau. Đó. Chuyện là như vậy, em nào giờ là một người đàn ông nghiêm túc. Chồng đi làm, nhà ở Bình Dương, thương vợ lên Bình Dương ở rồi chạy về Sài Gòn đi tới lui làm. Bữa đó quay ở Thủ Đức thì có chụp hình để đưa lên Zalo á. Xong cái bả vô bả like đúng không ạ? Chồng gán làm nha, cúp điện rồi hả chồng, bả like xong. Tự nhiên bữa đó Nhật Cường đưa một cái clip ảnh đi sinh nhật ai đó đưa lên mạng cũng ngày đó luôn. Alo, ông gì đây? Tụi em lý gì? Lý gì? Tự nhiên là chưa gì lý gì? Phải có lý do chứ. Lý gì? Để tôi về, chạy về tới nơi. Ông trả lời đi. Cái gì trong này? Ông đi với Nhật Cường nè. Ông đi sinh nhật, ông kêu ai là bà xã. Cái bà đưa nguyên cái clip bà coi 20 phút em coi hoài luôn. Ủa tôi nằm chỗ nào nè? Tôi không thấy tôi rồi đó. Ông không thấy ông hả? Ông nói sao? Nè, cái khúc này nè, tự nhiên có giọng nào đó kêu bà xã ơi đi về, bà xã ơi. Giọng ông đúng không? Mà y chang chị trời ơi, y trời. Chang nguyên đêm em nằm em nghe cái clip đó hoài luôn. Em tua đi tua lại, em nói phải em phải nói là phải khẳng định đúng là ổng, là em mới điện cho ổng là em đòi ly dị liền. Trời ơi, mà chỉ nghe cái giọng thôi luôn. Tức quá trời tức, trời ơi, giọng không phải của tôi. Mà đây được cái là khẳng định là đó là điều chân lý, không bao giờ sai được. Rồi cuối cùng coi như làm sao mà em được minh quang? Thì em minh quang là nhờ cái Zalo. May mắn là em úp hình Zalo chứ bữa đó không có cái Zalo là chết. Nhưng mà biết hồi xưa 10 phần giờ còn mấy phần? Giờ là em bớt luôn á, em không có còn ghen nữa. Trời bây giờ ơi. Là hết bớt rồi đúng không? Dạ. Vậy thì cái sự cố mà đợt đó mà đi đột quỵ đó là cái sự cố gì? Dạ để kể cho nghe nữa. Rồi. Đó. Chuyện nó là như vậy không? Đây. Giận Facebook. Thì Facebook mình là nghệ sĩ mà khán giả vô nhắn tin thì cũng phải trả lời cho lịch sự này nọ đồ cái nhỏ đó nó cũng vô duyên nhắn ông xã trời ơi đó cái con xỉn rồi rõ nào cướp máy bà mở ra bà thấy bà chửi ông nào ông xã nào lý dị có câu làm hoài lý dị lý dị nữa trời ơi trời tức quá mà ra cãi không được trời ơi tôi có biết này là ai đâu vô nó nói kệ nó đi chứ quan tâm nó làm gì chửi đồ ly dị này nọ cái tức quá lấy xe lúc đó có chiếc xe hơi đó lao từ Bình Phước lao về Sài Gòn lao ao 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 về Sài Gòn vô uống ba lon xỉu luôn đó tức đột quỵ đó em, cái lần xỉu đó luôn ngay đó đột quỵ luôn em tưởng là sáng nay em ở trên bàn thờ em ngó xuống rồi đó để chứng kiến là vợ tôi ghen luôn mà vợ khi hay tin vô nhập lúc viện đó. Thì sao lúc em dạ sao? Lúc đó em khóc ở nhà em khóc hết nước mắt em mới sanh đứa bé sau có 1 tháng nằm niệm Phật trong nguyên cả buổi sáng không á xuống thăm ổng được ổng còn giận em rồi em điện cho ổng không bắt máy em cũng không biết làm sao
mà giờ em đi không có được, tại vì có em mình em hai đứa nhỏ. Nó là đứa nhỏ cơ, mới sanh ra được khoảng 1 tháng 2 tháng không? Còn 1 tháng à? Thì cũng may coi như là trời thương đó, đúng không? Trời thương nó, chứ nếu như mà lúc đó mà bệnh viện rồi mà gục trên xe là chết, mình là chết mà, người ta là chết luôn, ghê lắm. Bởi vì cái ghen nó rất là tai hại, nên sau này mình phải suy nghĩ nó thật kỹ và tỉnh táo khi ghen. Nó sẵn kể luôn đi nè, đã tật ghen nè, rồi còn tật xấu gì không? Hết rồi. Một cái một đó thôi. Dạ, chỉ một cái một đó thôi. À, vợ con là number one mà, trừ nhẹ nhẹ xíu thôi. Thiệt không? Thiệt, nghiêm túc. Tới em đó Quyên, có tật xấu gì không? Ông có tật xấu ít, cũng ít chứ không có nhiều. Chưa? Thì em nói thiệt. Ông chứ là nhậu về cái ông ngủ ngái á, cái em lấy cái khẩu trang ra tới, cái em bịch lại cho ông thở trong đó, cho ông ngái mình ổng vậy. Trời ơi, tắt thở cái đó, vài lần rồi, dạ đưa cái gối đè luôn. Là xỉn đó. Dạ xỉn về là không tắm. Nhưng mà sau cái lần đột quỵ đó là còn xỉn không? Còn đi nhậu không? Dạ không, ít lắm. Ừ, lần đó nó hứa rồi. Nó hứa rồi là con không nhậu nữa, con không xỉn nữa đó. Dạ. Không, bỏ luôn thiệt. Bỏ hút thuốc luôn. Bỏ coi như cái ngáy đó mình bỏ qua, cái đó không phải là tật xấu, cái đó là cái tật của người ta. Rồi cái gì nữa nè? Có bê bối, có bừa bộn, bừa bộn, có bê sạch bối sẽ là, không? Là, hay là ở dơ là đỉnh như là... nào? Ở dơ có dơ. Đỉnh là bê bối. Đi về là quần áo dục ra, dục tùm lum hết, là em phải đi theo là em dọn dọn. Rồi nè, nó nghe nè. Rồi có phụ vợ nấu ăn hay không? Dạ không, có nấu ăn, từ hai chồng thích nấu ăn. Ờ. Nấu ăn ngon không? Nó ngon. Mỗi lần nấu là 200 cái lộn. Cái ở sở thích ổng khác, dù em ăn mặn mà ổng thì ăn vừa vừa, cái là ổng không có chịu nêm theo ý của em. Trời ơi, bắt em ăn muốn chết luôn. Bây giờ mới mập được vậy chứ. Dở hay ngon, bắt em ăn muốn chết mà em không ăn là giận. Giận là gây lộn. Hay giận nữa hả? Giận lắm, giận hờn với con nít gì nhõng nhẽo đủ thứ. Đây nè, em là chú hay giận. Giận lắm. Không thích là vali, đồ đạc bỏ vô. Bỏ vô đi. Đi. Mà đi ra tới cửa không kêu lại thì quay vô. Y chang vậy luôn đó. Quay vô. Dạ. Thiệt. Có nghĩa là mỗi lần đi là phải đi nhấp nhấp hả nè? Nhấp coi xem có kêu hay không. Phải kêu hay không? Mà có lần nào mà em cho nó đi luôn không? Thì đó, dạ, có vài lần. Mấy lần trước kêu, thôi chồng ơi, đừng giận, đừng bỏ vợ về Sài Gòn. Cảm thấy lên, lần này thôi nha. À, lần này thôi nha. Là vô là vợ chồng về, làm riết bị lờn. Có một bữa em cho đi, đi luôn. Luôn. Sao, có một sao, bữa cái em tức quá, em nói thôi ông đi luôn đi. Ông cái lần nó nào đi là đi. Của em hay là của ai? Hay chồng chỉ cái lộn chuyện nấu ăn rồi vậy đó. Mà ông cứ la làng rồi ông cứ la em. Em bực bội quá, em nói sao lần nào cũng vậy. Mỗi lần cái lộn cái vô lấy vali, lấy quần áo, rồi lấy quần áo ben rồi để vô. Đi, cái em không thì mang nỉ nữa. Cái ông thấy em mang nỉ, cái ông càng hốt vô. Em nói rồi để kêu taxi giùm cho. Rồi đi. Em nói, dạ. Sao đi được? Rồi đi mất vợ sao? Ông đi sao đã tới. Quay vô liền. Quay vô. Mà cái lúc quay vô em lấy cái cớ gì mà em quay vô? Mặt hèn lắm, quay vô do bộ kiếm gì đó. Trời ơi, kiếm hoài luôn. Không biết kiếm gì luôn. Bớ, điện thoại, rồi tùm lum hết. Rồi ghét rồi bị lờn, rồi không cho đi luôn. Mà muốn chơi chiêu thác. Mà tôi uống thuốc chuột tôi chết. Tôi chết. Anh em kể này chưa vui lắm nè. Ông đi lộn với em có chuyện của nó có cái gì đâu. Mà phải chuyện mà lớn đâu. Ông order một chai thuốc chuột về luôn. Ở trên mạng về. Ôi em sợ em chết, em kêu trời ơi ba bị gì ba. Bà thấy chiêu cô chưa? Nhưng thực sự đâu có order cái gì đâu. Mà em nghe thấy order người sao rõ ràng. Dĩ nhiên mà. Alo chị, mang tôi chai thuốc chuột nha. Ok chị, nghĩa là thấy sợ rồi, cúp máy. Ờ, bao nhiêu? Cái gì 3 ngày, 3 tiếng thôi. Thôi 3 ngày, rồi 3 ngày tôi chết được sao? Thiệt luôn. Cúp máy, trời. Em sợ quá trời, sợ liền luôn á. Nó nói gì mà em cũng tin luôn. Trời ơi, trời. Dữ lắm, mà nói như thiệt luôn mà. Cái em đại cái em năn nỉ, thôi chồng ơi, vợ sai rồi, mốt vợ không vậy nữa thôi mà. Vậy là xìu liền. Xìu xuống liền. À, chuột ơi, đừng lại giờ tôi nha. Ông chồng cùng của Nam ơi nè. Thiệt. Ơi, dễ thương quá. Rồi, á, rồi có nhõng nhẽo không? Có nhõng nhẽo không? Nhõng nhẽo lắm, đi làm về mà em không sức dầu, không hung một cái là có chuyện nữa. Thì sao? Ồ, phải nựng. Ý là thủ tục vậy đó. Có nựng nữa không? Đó thì em mới âu ý mỏng bữa nay em về mà em mệt quá, mắt chăm hai đứa con em lăn ra em ngủ là có chuyện rồi. Là giận. Giận là giận rồi không mà kiếm giận. Giận lại dọn đó. Đồ vali đi chứ. Cuộc đời em gắn liền với cái vali mà. Có cái vali của nhà em là lúc nào ba cái để gửi cái tủ đồ ổng á. Thật sự ra em nói nghe là thực sự ra vậy nè, là vợ em không có sợ em đi nữa. Mà mỗi lần là em dọn đồ vô vali là bà dọn lại cực. Nó làm ngay vậy. Chứ không phải là bà sợ em gì đâu. Cứ mỗi lần thôi mà sau này bà vậy nè. Thôi mà. Đúng rồi. Cứ kéo gì hồi nữa cái tôi sắp lại mệt lắm. Em cứ ôm ra là cái em phải sắp lại em mệt lắm. Rồi ông bắt em nựng sao? Bắt nựng sao đâu, làm thử coi chị không tưởng tượng. Trời cái sao đâu Nguyên, đứng lên nựng thử không Nguyên? Làm y như đây, ngồi xuống đi. Đó, nựng mặt em phải vậy đó.
nhưng mà em khoái khoái những cái như vậy á. Bây giờ em mong muốn nó thay đổi gì? Em mong muốn là ông bớt khó lại. Khó hả? Dạ khó nữa, ông khó lắm. Dù là trong vợ chồng là đứa nào kèo trên, nào kèo dưới? Kèo đây, trên đó. Đây, thời em gian... em rất dễ chịu, sao cũng được. Nhưng mà qua miệng Nam nó kể anh nghe đó, sao thế hề em quá. Đó là em là kèo trên đó nghe. Em mà khi nào mà em mà nổi điên lên đó, là ổng mới nghe em. Còn em liền. Mà xìu là ổng lên. Dạ, xuống liền. Em chỉ mong muốn ổng mà đừng có như vậy nữa. Dù vợ chồng không có cái gì á thì nói với nhau, không hài lòng em gì á thì vợ ơi, vợ sai cái này, vợ sai cái kia thì nói với em. Thì cũng nói với nhau nhưng mà tại vì cái tông nó hơi cao xíu thôi. Phải hiểu vấn đề, thực sự đâu em muốn cãi lộn đâu đúng không? Còn gì nữa không? Dạ vậy thôi chứ chứ chồng em lúc nào là cũng tuyệt vời hết. Lúc nào là cũng là gia đình là số 1. Có mong muốn rằng là hiện nay đó, tại vì Nam đã từng bị đột quỵ rồi. Dạ. Thì có nhân đây có nói mong muốn sức khỏe nè, tập thể dục này không? Nói luôn đi. Dạ thì em cũng mong ảnh là bớt bớt nhậu nhẹt lại, giữ gìn sức khỏe. Lúc nào cũng là biết thương yêu gia đình, vợ con. Nam thì Nam mong muốn Nguyên thay đổi điều gì? Dạ đối với em thì em muốn vợ em cứ vậy hoài đi. Dạ. Tại vì sau 4 năm qua vợ em vậy thì em cũng đã sống hạnh phúc 4 năm qua rồi. Ừ. Cái chuyện ghen cũng vậy thôi, cứ ghen như vậy. Tại vì những lúc mà bả không ghen á, tự nhiên em cảm thấy em bị thiếu thiếu gì đó. Khoái cảm giác bà ghen là mình có giá lắm đây nè. Để mình được lên cái kiểu vậy đó. Bữa nào mà con đi quay mà không thèm nhắn tin, không thèm gì á là bữa đó là con về kiếm chuyện nữa. Tại sao không nhắn tin cho tôi? Có luôn đó. Mà trước đó là cãi lộn là sao bà nhắn tin làm phiền tôi quá. Nói chung là con dạng khó chịu lắm. Cũng đẻ ngược đó. Thực sự là tại vì hai đứa lấy nhau mới có 4 năm thôi. Dạ. Mà cái kiểu cuộc sống vợ chồng á, nó còn phải song hành với nhau mấy chục năm lận, chứ không phải là 4-5 năm hay 1-2 năm. Thì thành ra cái mà cần thay đổi trong cuộc sống của hai đứa bây giờ chỉ là như thế này. Nam phải biết giữ gìn sức khỏe. Dạ. Cái đó là cái quan trọng nhất. Dạ. Vấn đề của gia đình mình bây giờ chỉ là sức khỏe. Ừ. Của Nam cũng như là của Quyên. Dạ. Quyên lo chăm chút hai đứa nhỏ cũng cực lắm chứ không phải là không. Đó thì cái vấn đề hai đứa chỉ có như vậy thôi. Mà cố gắng bất kể lúc nào có thể giữ được sức khỏe cho nhau thì phải giữ. Có muốn nói gì vợ nó không nè? Một câu hứa hẹn. Đó. Nói gì đó cho thật là romantic coi. Tự là thời gian qua thì 4 năm trời sống với nhau thì chồng cũng cảm ơn vợ đã dành thời gian chăm sóc cho hai đứa nhỏ. Chồng biết sai rồi. Nhưng khó nó là cái tính. Thì từ từ bỏ. Còn bỏ không được thì chắc cũng dọn gia ly mấy lần nữa. Nhưng mà hằng sâu trong cái đó là sự yêu thương vô bờ bến của tôi dành cho bà ấy với hai đứa nhỏ. Mong là sau này tôi sẽ dẹp luôn cái vali. Ôm vợ cái đi. Ôm cái đi nặng. Đứng cứng như cây củi vậy đó. Rồi cảm ơn hai em. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc hoài nghe.